Ai phe ai được ủng hộ hơn mà năm 54 Bắc chạy vô Nam hơi nhiều, méo ai chạy ra Bắc, hu hu hu, hèn chi tổ tiên mà đu càng là phải rồi. Ông ấy chạy ra Bắc hết sao làm được đồng khởi? Ở trời, tài năng lãnh đạo của bác mà mày làm như như ông kia vậy đó. Đúng không các bạn? Bây giờ tao hỏi mày nghe, ai cũng chạy ra Bắc thì ai làm đồng khởi? Đúng không? Còn nếu mà ngoài Bắc không di cư vô miền Nam làm sao sao có Nguyễn Ngọc Thảo, làm sao có Phạm Xuân Ẩn? Hiểu chưa? Tôi nói với bạn rồi. Cái cuộc di cư từ Bắc vô Nam nó có hai cái nguyên nhân chính mà các bạn phải hiểu để các bạn đi cà khịa mấy thằng con. Thứ nhất là Ngụy chạy theo Ngụy, ok đúng chưa, cái Ngụy chạy theo Ngụy đó. Cái thứ hai á là gì, cài cắm tình báo, cái đó mới là cao cờ, cài cắm tình báo, hiểu chưa? Không hiểu gì trơn, hiểu rồi. Cài cắm tình báo đồ để làm cách mạng trường kỳ thống nhất miền Nam chứ. Khi mà gọi là thằng Pháp nó chơi chiêu này là bác biết chắc chắn là sẽ không có tuyển cử đâu. Thôi mấy con cứ bình tĩnh, kháng chiến còn là trường kỳ, còn gian khổ em ơi, đúng không? Không có tổng tuyển cử đâu, nó chịu khó diễn thì mình vỗ tay cho nó vui vậy thôi. Con chuẩn bị làm cách mạng version 2. Cách mạng version 2 là cách mạng gì? Cách mạng bạo lực. Bác còn biết chắc chắn là nó sẽ đi tố cộng diệt cộng, nhưng mà thôi các con miền Nam thân yêu, chịu khó đau chút xíu để mình lấy lý do sau này mình đọc cho nó đu càng luôn. Nói chung á là trình của phản động tới giờ á, cha tía nó đu càng tới giờ nó chưa hiểu được. Không lẽ giờ tao nói luôn, lộ với thiệt á, tao nói thiệt với mày, tao hỏi mày, tụi bay nghe nha, bây giờ những cái cuộc đu càng vĩ đại năm 75 á, tao hỏi mày có tình báo không, thì những người học trò vĩ đại của Bác Hồ có nhìn nhận được cái cuộc cách mạng bên xứ cờ hoa không? Các bạn, những người học trò của bác có nghĩ được cái đó hay không? Vậy thì theo các bạn, những cái cuộc đu càng vĩ đại năm 75 mà qua bờ Nam Cali mà chiếm lấy Bôn Sa đó, thì có yếu tố chính trị ở trong đây không ta? Rồi để tới một ngày đẹp trời nọ thì ở bên này đi qua du học, ở bên kia cứ ngấm ngầm này nọ kia. Bạn có hiểu là tại sao mấy cái đảng mà đảng con rơi con rớt ở bên hải ngoại mà 46 năm nó không mạnh được không bạn? Tại vì sao biết không? Bữa nay mình tiết lộ cho bạn một bí mật luôn. Tại vì năm 1975 tụi nó đã bị tiêm vaccine rồi. Đó. Rồi ai hiểu sao hiểu. Coi như tôi chưa nói gì, tôi nằm mơ thôi các bạn ơi. Mình nằm mơ thôi chắc các bạn. Dạo này Covid ở nhà nên mình khó ngủ quá, mình nằm mơ. Còn bạn nào mà hiểu được vaccine là gì á thì bạn này rất là giỏi về chính trị rồi. À.